Kính thưa quý vị, trong cuộc đối thoại thường niên lần thứ 31 tại Kuala Lumpur ngày hôm qua, đại diện Hoa Kỳ và 10 nước thuộc hiệp hội ASEAN cùng bày tỏ mối lo ngại về tình trạng biển Đông dần dần biến thành vùng quân sự với một hệ thống tiền đồn đã và đang được thiết lập mà phần lớn là của Trung Quốc. Cuộc đối thoại Mỹ và các nước Đông Nam Á do quyền trợ lý ngoại trưởng Mỹ bà Susan Thornton và Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Malaysia ông Dato' Ramlan Ibrahim đồng chủ tọa nhằm xây dựng mối quan hệ chiến lược giữa hai đối tác Hoa Kỳ và Đông Nam Á từ an ninh kinh tế cho đến giáo dục và xã hội. Bản thông cáo báo chí cho biết Mỹ và các nước Đông Nam Á đã có những trao đổi quan điểm về khái niệm khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và mở rộng Mỹ và ASEAN cũng xác định gắn bó với trật tự khu vực đặt trên nền tảng luật lệ và kiến trúc của Hiệp hội ASEAN. Trong tinh thần này, Mỹ và ASEAN quan nghênh các nỗ lực đi đến một bộ nguyên tắc ứng xử ở Biển Đông và nhấn mạnh đến nhu cầu giải quyết xung khắc bằng phương thức hòa bình, luật pháp và ngoại giao. Nhưng điều làm Mỹ và ASEAN lo ngại là vùng Biển Đông đang bị quân sự hóa về hàng loạt tiền đồn. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã biến các đảo đá ngầm thành căn cứ quân sự, trại lính, phi trường và quân cảng. Trong khi đó, tại Biển Đông, hàng không mẫu hạm của Mỹ USS Theodore Roosevelt sắp tham gia một cuộc tập trận cùng với một cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ thương mại căng thẳng giữa hai nước. Nhật báo Hồng Kông Orient Daily News cho biết hàng không mẫu hạm của Mỹ hiện đang cập bến Singapore sẽ dẫn đầu đội hải đội tác chiến số 9 thuộc hạm đội 7, rất có thể sẽ tiến hành một cuộc tập trận với lực lượng của nhiều nước khác tại Biển Đông. Hành động này có thể bị Trung Quốc xem là khiêu khích. Tình hình có vẻ căng thẳng vì theo hoàn cầu thời báo của Trung Quốc kể từ ngày mai cho đến ngày 11, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc cùng với 40 chiến hạm cũng sẽ tập trận tại khu vực này mà Bắc Kinh gọi là Biển Nam Trung Hoa để với mục đích sinh trích nâng cao khả năng tác chiến chuẩn bị đương đầu với một cuộc xung đột nếu xảy ra hết là dẫn căng thẳng thương mại Mỹ Trung leo thang Washington công bố thêm một danh sách các mặt hàng Trung Quốc sẽ bị tăng thuế nhập khẩu ngay lập tức Bắc Kinh thông báo những biện pháp tương tự nhắm vào đậu nành xe hơi và hàng không của Hoa Kỳ sau cuộc đọ sức đầu tiên mỗi bên tung ra một biện pháp trừng phạt hàng hóa của đối tác Hoa Kỳ lại tung đòn thứ hai theo AFP, danh sách thứ hai được trình bày là tạm thời, do Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo vào ngày hôm qua, gồm những sản phẩm thuộc công nghệ cao cấp từ hàng không, viễn thông cho đến robot và máy móc, tổng trị giá khoảng 50 tỷ đô la. Những mặt hàng sẽ bị tăng thuế nhập khẩu được lựa chọn dựa trên phân tích kỹ càng, tức là sẽ gây thiệt hại nặng cho các dự án công nghiệp của Trung Quốc, nhưng cùng lúc không tác hại gì nhiều cho kinh tế Mỹ, theo giải thích của Bộ trưởng Robert Lighthizer gần như ngay lập tức Bắc Kinh đáp trả bằng một danh sách mà AFP gọi là vũ khí nặng cũng tương đương với 50 tỷ đô la, đậu nành, xe hơi và hàng không, những sản phẩm có trọng lượng trong cán cân mậu dịch giữa hai nước. Trong danh sách thứ nhất trả miếng Hoa Kỳ sau khi Mỹ thông báo tăng 25% thuế nhập khẩu đánh vào nhôm và thép Trung Quốc, Bắc Kinh tránh không được đến những mặt hàng nhập khẩu quan trọng, nhất là đậu nành, 14 tỷ đô la mỗi năm và xe hơi Mỹ. Nhưng quyết định mới này cho thấy Trung Quốc chấp nhận leo thang tiến tới một cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Tuy vậy, Bắc Kinh cũng nhắn gửi tín hiệu muốn duy trì cơ hội xuống thang, theo nhận định của AFP từ thủ đô Trung Quốc. Thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc chỉ trích Mỹ đặt Trung Quốc vào thế khó xử nên phải trả đòn, nhưng thời điểm áp dụng sẽ được thông báo sau. Về hồ sơ Bắc Triều Tiên, thượng đỉnh liên triều sẽ không đề cập đến vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên. Lập trường của Seoul là rất cứng rắn đối với tình trạng tồi tệ về quyền con người ở Bắc Triều Tiên, nhưng ít có khả năng vấn đề này được nêu lên trong cuộc họp thượng đỉnh vào cuối tháng 4 này. Trên đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Hàn Quốc Quang Kyung Hwa vào ngày hôm nay. Vì chiều hôm qua, hãng tin KCNA của Bắc Triều Tiên đã lên án Seoul, chơi trò hai mặt và khiêu khích vì đã quan nghênh một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc hồi tháng 3 tố cáo tình trạng đàn áp nhân quyền của Bình Nhưỡng. Còn theo nguồn tin của Sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong Ho đang ở Bắc Kinh trong ngày hôm qua, trong vòng công du nước ngoài sẽ đến Moscow sau đó, trong bối cảnh chuẩn bị thượng đỉnh Liên Triều và viễn ảnh cuộc họp Mỹ Triều. Vụ cựu điệp viên Hai Ma người Nga bị trúng độc gây khủng hoảng ngoại giao trầm trọng giữa Moscow và phương Tây có thêm một diễn biến đáng chú ý. Ngày hôm qua, một viện nghiên cứu Anh Quốc thông báo là không có bằng chứng nào cho thấy chất độc phát hiện được đến từ Nga. Theo AFP, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hóa chất Quốc phòng Anh, Porton Dow, khẳng định loại hóa chất mà hai cha con cựu điệp viên nhiễm phải đúng là Novichok, và chất độc thần kinh này đúng là một hóa chất được dùng trong quân sự. Ông nhấn mạnh là quá trình chế tạo ra loại hóa chất này hết sức phức tạp và chỉ có một quốc gia mới có thể thực hiện được tuy nhiên bác bỏ bằng chứng là chất độc đến từ nước Nga. Kết luận về chất độc Novichok được một cơ quan quân sự Anh quốc đưa ra ngay trước khi Tổ chức Quốc tế Cấm Vũ khí Hóa học nhóm họp đã không chứng minh cho lập trường của London trong vụ việc này. Chính phủ Anh ngay lập tức tuyên bố là các nghiên cứu của Viện Portendale chỉ là một phần trong các điều tra mà Anh đang tiến hành. London một lần nữa tái khẳng định Nga là quốc gia sản xuất và sở hữu một số lượng nhỏ chất Novichok và trong quá khứ nhiều cựu điệp viên Nga đã trở thành đối tượng sát hại của Điện Kremlin. Phản ứng sau thông tin nói trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng là cuộc họp hôm nay của Tổ chức Quốc tế Cầm Vũ khí Hóa học tại La Hay sẽ giúp đặt dấu chấm hết, hết lời trích, cho nghi án đầu độc cựu điệp viên Skripal. Còn lãnh đạo cơ quan tình báo Nga thì kêu gọi phương Tây và Nga tránh rơi vào một cuộc khủng hoảng giống như khủng hoảng tên lửa Cuba thời chiến tranh lạnh. Chính quyền Nga cũng gửi 20 câu hỏi đến hội nghị của Tổ chức Quốc tế Cấm Vũ khí Hóa học để yêu cầu thảo luận chi tiết. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson ngày hôm qua tuyên bố đưa nghi án đầu độc cựu điệp viên ra thảo luận tại hội nghị ở La Hay là chiến thuật đánh lạc hướng của Moscow. Còn tại Pháp, đình công tại tập đoàn Hỏa Sa Pháp, SNCF, giao thông đường sắt tiếp tục đình trệ và tình trạng kẹt xe tăng lên gấp đôi. Chính phủ dự báo những ngày khó khăn sắp tới đối với người sử dụng các phương tiện công cộng. Ban chấm đốc SNCF ước tính trung bình có 1 trên 7 tàu cao tốc và 1 trên 5 tàu nội vùng hoạt động tương đương với ngày hôm qua. Tỷ lệ tham gia đình công là gần 34%, nhưng đối với những công nhân cần thiết cho việc vận hành xe lửa thì số đình công rất cao, có đến 77% những người lái tàu không đến làm việc. Trên các tuyến đường bộ ở Paris và vùng phụ cận, sáng nay, nạn kẹt xe kéo dài tổng cộng 350 km, cao gấp đôi so với mức bình thường. Thủ tướng Pháp Edia Philippe tuyên bố lắng nghe cả những người đình công cũng như những người dân cần đến nơi làm việc, cho rằng các hành khách của SNCF đang đối mặt với những ngày khó khăn phía trước. Các nghiệp đoàn phản đối việc cải cách mà theo họ là nhằm phá hủy dịch vụ đường sắt công. Hôm qua tại Paris, khoảng 2.700 người theo con số của cảnh sát đã xuống đường ủng hộ cuộc đình công. Còn hôm nay, hiệp hội những người sử dụng giao thông công cộng tại Paris và vùng phụ cận đòi hỏi mở ra những cuộc thương lượng thực sự để nhanh chóng kết thúc đình công. Nhiều tờ báo cho rằng công luận sẽ đóng vai trò trọng tài trong cuộc chiến này. Khác với cuộc tổng đình công năm 1995 từng gây rối loạn trên toàn nước Pháp, lần này anh nát và điện thoại di động đã thay đổi phần nào cục chuyện với các ứng dụng để đi chung xe cũng như chạy pháp làm việc tại nhà. Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông, ngày hôm nay lãnh đạo ba nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran gặp nhau trực tiếp tại Ankara, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, với chủ đề chính là Syria. Thổ Nhĩ Kỳ muốn nhân cuộc thượng đỉnh này để thuyết phục Nga và Iran về chiến dịch tấn công các vùng do lực lượng Kurdistan kiểm soát dọc biên giới Đông Bắc Syria được Liên quân Quốc tế chống Daesh hậu thuẫn. Nếu như người ta ít trong đời là thượng đỉnh thứ tư này ở Ankara sẽ đưa ra các tuyên bố quan trọng, thì đối với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, đây là một cuộc họp có ý nghĩa biểu tượng cao sau chiến dịch tiến chiếm thị xã Afrin ở miền Tây Bắc Syria. Giờ đây Thổ Nhĩ Kỳ muốn được thừa nhận là một tác nhân chú chốt tại Syria điều mà chắc chắn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn Nga và Iran chấp nhận, đó là để Ankara tiếp tục chiến dịch quân sự nhắm vào lực lượng dân quân người Kurdistan ở vùng biên giới Đông Bắc, đặc biệt là tại thị xã Manjib, nơi mà nhiều đơn vị đặc nhiệm của Pháp và Mỹ đang đồn trú. Chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ không hẳn đã phù hợp với lợi ích của Nga và Iran. Các đồng minh của chế độ Assad, ngược lại, Moscow và Tehran ác hẳn không cảm thấy khó chịu nếu thấy các đồng minh NATO không tìm được thỏa hiệp Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh như Mỹ và Pháp có thể sẽ đối đầu nhau tại thị xã Đông Bắc Menbiji. Trong ván cờ phức tạp đang diễn ra này, cần chờ xem Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chấp nhận đánh đổi gì trong cuộc họp thượng đỉnh hôm nay nếu chiến dịch quân sự tại Syria của Ankara được Nga và Iran bật đèn xanh. Như một dấu hiệu tỏ thiện chí với Thổ Nhĩ Kỳ, Trước tượng đỉnh ngày hôm qua, Moskva thông báo sẽ cung cấp một hệ thống tên lửa chống tên lửa S-400 nhanh chóng hơn dự kiến, cụ thể là ngay vào năm tới, thay vì vào năm 2020. Khối NATO mà nước Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên phản đối hợp đồng mua bán tên lửa nói trên.